Chào các bác. Chào các anh chị. Hôm nay em giới thiệu đến mọi người một cái cây hoàng thảo vôi. Cây này là hoa, nó là một trong những cây em sưu tầm nên là nó cũng khá đặc biệt. Em cảm nhận được điều đó. Và trong những cái cây vôi hồng này thì nó hoàng thảo vôi, hoa màu hồng này thì nó cũng là một trong những cây rất là đẹp. Cây này là bộ cánh nó rất là đẹp. Còn hoàng thảo vôi bình thường thì mọi người hay thấy nó là trắng tím đúng không ạ? Nhưng cây này nó rất là hồng. Và màu hồng của nó cũng khá là đẹp. Đây là một trong những cái tư liệu mà cây chơi sưu tầm và nhân giống những cái giống quý. Và em cảm thấy những cái cây này nó cũng là một trong những cây rất quý. Nhưng cái bây giờ thì thị trường của những cái năm 2020, từ 2015 đến 2020 là thị trường của những cái cây lan đột biến từ của dòng phi điệp. Các em thì em vẫn sưu tầm tất cả các loại đột biến lan lạ và những cái cây lan màu sắc đẹp để thêm vào cái bộ sưu tập của mình. Thì đây là cái cây hoàng thảo vôi. Hoàng thảo vôi này thì có khi mọi người biết đến nó là một cái cây lan rất là thơm, đúng không ạ? Bởi vì cây lan rất là thơm và một trong những dòng khá phổ thông của hoa lan Việt Nam. Hoàng thảo vôi đấy. Thì hoàng thảo vôi thì bình thường hoa lan màu trắng tím, nhưng cây này nó màu hồng nhạt và màu khá mịn và khá là đẹp, nên là em cũng thả nó vào bộ sưu tập. Thì em cũng giới thiệu cho mọi người cái bông hoa này và cái hình dáng thân lá của những cái cây hoàng thảo vôi, để anh chị có thể khi mà sưu tầm được những cái cây như thế này, khi mà mình không có thân lá thì mình cũng có thể nhận ra được. Nhưng mà cái cây này thì đặc trưng của nó khá là giống với cái cây long tu xuân chứ không phải là long tu đá. Cây long tu xuân hoa màu trắng hồng trắng tím hồng vàng ấy. Đấy, với cái long tu đá thì nó cũng là trắng tím hồng vàng nhưng mà khác nhau, thân lá nó khác nhau. Thì lúc nào em sẽ giới thiệu sau. Nhưng còn cái cây vôi này thì nó là một cây đẹp và em thấy là nó lạ. Và có thể nói là nó là cây sưu tầm cũng rất là vui. Nếu mà trong các cái bộ sưu tập hoa màu hồng của em, đấy, thì cái cây vôi hồng thì nó là một cây rất là đẹp. Nhưng mà anh chị nên lưu ý là khi mà mua những cái cây gì thì cây thì nó cũng phải có hoa, có video thì mình mới biết được cái thực tế màu sắc thực hư ra làm sao. Chứ còn nếu không thì nó chụp ảnh thì cái độ tăng sáng màu sắc này, anh chị cũng thấy là nó rất là khó nhận ra, đúng không? Đây em chỉ chạm đây, khi mà anh chị nhìn thấy màu sắc thay đổi một tí là anh chị thấy ngay là cánh nó màu khác. Đấy, nhưng khi chạm lại thì màu cánh màu sắc lại khác, đúng không ạ? Đấy, thì cái bông hoa này nó là một cây rất đẹp. Hoàng thảo vôi thì em giới thiệu ngắn gọn lên như này, xuất xứ chủ yếu là vùng Tây Bắc. Anh chị gặp rất nhiều Điện Biên và mua rất nhiều Điện Biên, nhưng hiện nay thì những cái cây này cũng được trồng rất là rộng rãi, rất là nhiều nơi. Thì anh chị có thể sưu tầm bởi vì nó rất là rẻ, ngoài chợ rất là nhiều. Nhưng những cái cây vôi hồng như này thì em thấy nó lạ, em sưu tầm. Đấy, còn nhận diện với cái cây thân lá của cái cây hoàng thảo vôi ấy, thì lá nó chẳng khác cái long tu, thân lá nó không khác cái long tu, rất là giống. Nhiều khi là mình bị nhầm lẫn bởi cái vôi và long tu. Nhưng em đánh giá một điều là ở cái hoàng thảo vôi ấy, thì cái mắt này của nó dài hơn này, cái mắt nó lõm này. Bình thường mọi người hay nhìn là cái mắt này nó lõm đây này. Đây chị nhìn này, nó lõm đúng không? Nó lõm như cái cây long tu nó ngắn lắm. Cái vôi này anh chị nhìn thấy nó lõm này, nó lõm gần đến cái mắt tiếp theo luôn. Và có thể nói là đến luôn cái đốt tiếp theo. Đây này. Gần đến và đến. Nhưng của cái long tu nó chỉ ngắn đến đây thôi, có gì nửa, nó ngắn hơn. Đấy là theo cái em nhận biết là như vậy. Em hay nhận biết theo kiểu một số những cái đặc điểm riêng của nó. Các loại lan, kể cả những cây lan đột biến hay những cây lan gì, nó đều có đặc trưng riêng hết. Nhưng mà phải nhìn thật kỹ và lâu thì mình mới hiểu ra được cái bản chất của nó, tại sao nó lại như vậy. Thì đây là những cái vết lõm của cái cây hoàng thảo vôi á. Hoàng thảo vôi nó lõm đến tận cái mắt trước luôn. Thực ra cái độ lõm này của nó đến tận mắt trước, còn cái độ rãnh sâu của nó ấy. Nhưng mà cái là nhiều khi anh chị nhìn có thể là sẽ không thấy được. Đây này, nó lõm đến tận cái đốt trên luôn, nó lõm, độ lõm của nó dài hơn. Còn cái cây long tu ấy, thì nó độ lõm này của nó ít hơn. Đây anh chị nhìn, thân nào nó có thể độ lõm rất là dài đến tận cái mắt trên luôn. Thân nào cũng như vậy. Đấy. Thì đấy là cái hoàng thảo vôi. Và em nhận thấy nó là như vậy. Thì nó là một trong những cái cây rừng thì em cũng giữ lại để làm tư liệu về sau khi mà mình chơi
Các anh chị có thể tìm hiểu thêm về những cái cây hoàng thảo vôi cũng như là một số những cây làm đột biến khác em cũng giới thiệu rất là nhiều trên kênh Thiên Đàng Ngàn Hoa, thì chị cũng xem thêm và tham khảo trên đó về những cái cây khác. Cảm ơn tất cả các anh chị đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại tất cả mọi người vào những video sau, những cái cây hoa lan khác em giới thiệu. Nhưng còn cây này thân lá thì nó không có gì nổi trội, bông hoa của nó thì cánh hoa màu hồng và hồng gần như chúng ta có thể gọi là hồng cả bông, và hoa của hoàng thảo vôi này rất là thơm. Đấy, thì đây anh chị có thể xem thêm và tham khảo. Cảm ơn tất cả mọi người, xin chào và hẹn gặp lại.